chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính sau đây. Khai giảng lớp cao cấp lý luận hệ không tập trung niên khóa 2014-2016. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam. Lãnh đạo công an tỉnh làm việc với lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên. Thị xã Phúc Yên thu ngân sách đạt gần 18.000 tỷ đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 16 tháng 12, tại trường chính trị tỉnh, tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 1 tổ chức khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung niên khóa 2014-2016. Dự lễ khai giảng có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 1, đồng chí Phan Văn Phóng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy. Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung niên khóa 2014-2016 có 90 học viên là các cán bộ được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý của các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành thị. Trong 2 năm học, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập những kiến thức cơ bản về những nguyên lý khoa học, học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở lý luận và thực tiễn của đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kiến thức về kinh tế xã hội, qua đó giúp đội ngũ cán bộ nâng cao trình độ lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý trong tình hình mới. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, trong những năm qua, tỉnh ủy luôn quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị ban chỉ đạo lớp học phối hợp chặt chẽ với Học viện Chính trị khu vực 1 thực hiện tốt nội dung chương trình của khóa học, đảm bảo các kỳ học theo đúng kế hoạch và đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất. Về phía các học viên, phải xác định rõ mục tiêu học tập nghiêm túc, thường xuyên vận dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức lý luận được học và thực tiễn lĩnh vực công tác của cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chiều ngày 16 tháng 12, đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam làm trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra giám sát hoạt động của Ban đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành liên quan. Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2014, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đạt trên 1.700 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn trung ương là gần 1.600 tỷ đồng, nguồn vốn huy động tại địa phương là trên 61 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh chuyển sang là hơn 79 tỷ đồng. Đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thực hiện cho vay với tổng dư nợ đạt trên 1.800 tỷ đồng. Trong đó, cho vay hộ nghèo gần 390 tỷ đồng, cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên 574 tỷ đồng. Cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn gần 390 tỷ đồng. Cho vay hộ cận nghèo hơn 187 tỷ đồng. Cho vay hộ sản xuất kinh doanh và vùng khó khăn gần 124 tỷ đồng. Và cho vay các chương trình tín dụng khác. Chất lượng tín dụng từng bước được nâng cao, nợ quá hạn giảm còn 0,24% trên tổng dư nợ. Thông qua các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành kiến nghị với Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cần tiếp tục quan tâm tạo điều kiện về nguồn vốn, nhân lực cho Ngân hàng Chính sách Xã hội Vĩnh Phúc hoạt động hiệu quả hơn. Đồng thời tiếp thu các ý kiến của đoàn và điều chỉnh trong thời gian tới để nâng cao chất lượng hoạt động của các chương trình tín dụng. Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Vĩnh Phúc đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Vĩnh Phúc tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường công tác phối hợp với các hội, đoàn thể, duy trì và nâng cao chính sách vay vốn tín dụng, góp phần phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng. Sáng ngày 16 tháng 12, đoàn công tác Ban Giám đốc Công an tỉnh do Thiếu tướng Nguyễn Chi Lăng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên để nắm tình hình công tác an ninh trật tự trên địa bàn. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Nguyễn Văn Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên.
Trong những năm qua, thành phố đã duy trì tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Lực lượng công an thành phố đã được tăng cường từ 130 cán bộ chiến sĩ lên gần 200 cán bộ chiến sĩ. Hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập tỉnh Vĩnh Phúc, 12 tháng 2 năm 1950, 12 tháng 2 năm 2015, 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Đặc biệt là kỷ niệm 115 năm đô thị Vĩnh Yên và đón nhận đô thị loại 2. Trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra rất nhiều các hoạt động đòi hỏi an ninh trật tự phải được đảm bảo an toàn. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Trúc mong tiếp tục nhận được sự quan tâm Ban Giám đốc Công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là dịp tổ chức lễ kỷ niệm 115 năm đô thị Vĩnh Yên và đón nhận đô thị loại 2. Sau khi làm việc tại Thành ủy, đoàn công tác Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại một số địa điểm, khu vực quảng trường để xây dựng phương án bảo vệ an ninh trật tự tại các địa điểm diễn ra các sự kiện lớn của tỉnh và thành phố. Sáng ngày 16 tháng 12, đoàn giám sát của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh do đồng chí Vũ Hồng Phương, tỉnh ủy viên, bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện các tiêu chí xây dựng chi đảng bộ trong sạch vững mạnh năm 2014 tại Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Trong năm 2014, Đảng ủy, Ban Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã chỉ đạo các phòng chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực, nhất là việc khắc phục những yếu kém sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phản ánh kịp thời chính xác những sự kiện của tỉnh và đất nước, tuyên truyền việc quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại 17 xã đăng ký đạt chuẩn trong năm 2014. Năm 2014, Đài Phát thanh Truyền hình tăng thời lượng phát sóng truyền hình từ 18 giờ một ngày lên 24 giờ một ngày, tăng thời lượng phát sóng phát thanh từ 1 giờ 30 phút lên 3 giờ một ngày. Các tin bài phóng sự phản ánh đậm nét tình hình chính trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Việc quản lý sử dụng trang thiết bị, máy móc có hiệu quả, phục vụ tốt công tác chuyên môn. Thực hiện phát sóng trên truyền hình cáp Việt Nam, truyền hình trên vệ tinh Vinasat 2 và Internet. Đảng ủy, các chi bộ đã thường xuyên bồi dưỡng rèn luyện tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đối với cán bộ, đảng viên. Năm 2014, Đảng bộ đã bồi dưỡng kết nạp được 10 đảng viên mới. Công tác bồi dưỡng lý luận chuyên môn cho cán bộ viên chức được đảm bảo, công tác kiểm tra giám sát được thực hiện thường xuyên. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Vũ Hồng Phương đánh giá cao công tác chỉ đạo hướng dẫn thực hiện các tiêu chí xây dựng chi đảng bộ trong sạch vững mạnh năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Việc triển khai thực hiện thi đua được kịp thời, đầy đủ nội dung, phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn. Vai trò lãnh chỉ đạo của cấp ủy được phát huy, việc quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao lý luận chính trị được đảm bảo. Cán bộ, đảng viên trong cơ quan đã phát huy tốt khả năng chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Nội dung, chất lượng chương trình truyền hình ngày càng được nâng lên. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, song dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân thị xã, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế xã hội năm 2014 trên địa bàn thị xã Phúc Yên đã có nhiều chuyển biến tích cực, thu ngân sách nhà nước tăng khá so với cùng kỳ. Trong năm 2014, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện trên 17.700 tỷ đồng, đạt 113% dự toán và tăng 13% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó thu nội địa đạt gần 13.000 tỷ đồng. Thu xuất nhập khẩu và giá trị gia tăng hàng nhập khẩu đạt trên 2.300 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổng chi ngân sách trên địa bàn trong năm 2014 ước đạt trên 450 tỷ đồng. Trong năm 2015, thị xã Phúc Yên tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đồng thời có chính sách huy động các nguồn lực tài chính phục vụ sản xuất phát triển, đảm bảo tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, chú trọng đầu tư, phát triển nội lực, tăng thu ngân sách nội địa. Sau 3 năm phải tạm dừng thi công do thực hiện nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, đến nay cầu vượt đường sắt quốc lộ 2C đang được chủ đầu tư cho khởi động xây dựng trở lại. Cầu vượt đường sắt trên tuyến quốc lộ 2C do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và giao cho Sở Giao thông Vận tải trực tiếp quản lý, điều hành dự án. Dự án có tổng số vốn đầu tư 80 tỷ đồng, bao gồm 5 nhịp cầu, rộng 12m, dài 175m và hơn 400m đường dẫn hai đầu cầu. Cầu được khởi công xây dựng từ năm 2010.
Tuy nhiên, một năm sau đó, cầu phải tạm dừng thi công do kinh tế trong nước thời điểm đó gặp nhiều khó khăn. Đến đầu năm 2014, Bộ Giao thông Vận tải đã sắp xếp bố trí đủ vốn và cho dự án được xây dựng trở lại nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của Vĩnh Phúc và một số tỉnh lân cận. Hiện nay, dự án đã hoàn thành được 70%, các mố, trụ cầu cơ bản đã hoàn thành. Đơn vị thi công đang tiến hành các dầm kết nối các nhịp cầu lại với nhau. Theo kế hoạch, cầu vượt đường sắt quốc lộ 2C sẽ được thông xe kỹ thuật vào dịp Tết Nguyên đán năm 2015 và hoàn thành vào tháng 4 năm 2015. Đồng thời với quá trình thi công, các đơn vị xây dựng đặc biệt chú trọng các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, cắt cử cán bộ trực tiếp phân luồng, đặt biển báo, biển hiệu và điều hành giao thông trong khu vực, hướng dẫn người tham gia giao thông qua lại thuận tiện, an toàn. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi có nhiều diễn biến phức tạp, người chăn nuôi cần chủ động phòng chống rét cho đàn vật nuôi. Hiện nay, thời tiết đang chuyển lạnh, có thể đi kèm nhiều đợt mưa phùn, rét đậm, rét hại kéo dài, làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe đàn vật nuôi. Đây là một trong những yếu tố gây hại cho sức khỏe vật nuôi, làm giảm sức đề kháng và dễ mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như lở mồm long móng, cúm gia cầm, tai xanh ở lợn và các bệnh về đường hô hấp. Nếu không được chăm sóc nuôi dưỡng, phòng chống đói rét tốt sẽ gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người chăn nuôi. Để chủ động phòng chống đói rét, bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương sớm triển khai các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi trong đợt rét này. Để chủ động phòng chống dịch bệnh trong cái đợt rét đậm rét hại và trong cái vụ đông xuân này thì Chi cục Thú y đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là công tác phòng chống rét, chống đói rét cho vật nuôi và coi đây là những nhiệm vụ trọng tâm của cái cuối năm. Thứ hai là tích cực tuyên truyền trên các hệ thống thông tin đại chúng và hướng dẫn người chăn nuôi là tăng cường công tác phòng chống đói rét cho vật nuôi. Thứ ba nữa là tăng cường giám sát dịch bệnh đến thôn xóm hộ chăn nuôi. Thứ tư là tổ chức tiêm phòng cho cái đàn vịt mới nuôi mới lớn vaccine cúm gia cầm và tiêm phòng bổ sung cái bệnh dại. Thứ năm nữa là làm tốt công tác kiểm dịch và kiểm soát giết mổ trong cái đợt trong dịp Tết Nguyên đán. Thứ sáu là tăng cường kiểm tra, phối hợp kiểm tra với các đoàn liên ngành để kiểm tra việc buôn bán vận chuyển gia cầm nhập khẩu trái phép vào địa bàn tỉnh. Để đàn vật nuôi đảm bảo sức khỏe trong những ngày đông giá rét, người dân cần chủ động gia cố, che chắn, đảm bảo chuồng trại đủ ấm, không bị gió lùa, mưa hắt, làm ẩm, ướt nền chuồng. Dự trữ chất đốt để sưởi cho đàn gia súc, gia cầm trong những ngày rét đậm, rét hại, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo quản và dự trữ thức ăn, đảm bảo đủ dinh dưỡng, khoáng chất, bổ sung thêm vitamin vào khẩu phần ăn của đàn vật nuôi. Đoàn địa phương có tổng đàn vật nuôi khá lớn, nhiệt độ trong mùa đông lại thường thấp hơn các địa phương khác trong tỉnh. Nên ngay trong những ngày đầu của mùa đông, huyện Tam Đảo đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi. Trước cái diễn biến phức tạp của thời tiết, trạm thú y Tam Đảo chúng tôi là tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành cái văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã thị trấn thực hiện cái công tác phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi trong cái mùa rét năm 2014. Thì về công tác thực tế thì trạm chúng tôi cử cán bộ phụ trách địa bàn xuống từng địa bàn, vừa là kiểm tra công tác dịch bệnh, vừa là hướng dẫn các bà con chăn nuôi thực hiện công tác phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi. Gia đình chăn nuôi từ năm 2005 thì chăn nuôi chỉ có một con bò nái, về 3 con lợn nái, 6-70 con lợn thịt. Thường xuyên thì nuôi khoảng 400-600 con gà thịt. Còn mùa đông giá rét thì chuẩn bị cái này là bạt này, áo ấm này, vệ sinh này, tiêm phòng này. Đấy, nó phải đủ thì mới qua được mùa đông. Đấy, còn đến mùa đông để cho ăn thêm dinh dưỡng và có tích chất khô, tích cái này là đồ để sưởi ấm. Ví dụ như củi hay là mùn cưa phải có. Cùng với sự chủ động che chắn chuồng trại và áp dụng các biện pháp chống đói rét cho đàn vật nuôi, người chăn nuôi cũng cần chú ý đến chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng hợp lý, đảm bảo khẩu phần ăn đủ dinh dưỡng và đảm bảo sức khỏe cho đàn vật nuôi. Đặc biệt đối với những con trâu, bò già, yếu, gia súc, gia cầm non cần có chế độ chăm sóc phù hợp nhằm tăng cường sức đề kháng với dịch bệnh và đói rét. Với sự chủ động của người dân và sự vào cuộc của các cấp ngành liên quan, tin tưởng rằng đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh sẽ được đảm bảo sức khỏe tốt nhất trong mùa đông năm nay, góp phần đảm bảo kinh tế cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.
đội nhân dân Việt Nam là quân đội kiểu mới, quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện. 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam đã nêu cao và phát huy mạnh mẽ giá trị truyền thống, giá trị đạo đức của dân tộc và truyền thống vẻ vang của quân đội, cùng với cả dân tộc, tạo nên những chiến thắng vĩ đại, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Quân đội nhân dân Việt Nam đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, là lực lượng chính trị tin cậy, đội quân chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Công tác dạy nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đang được trường cao đẳng nghề Vĩnh Phúc chú trọng đẩy mạnh thực hiện. Trường cao đẳng nghề Vĩnh Phúc đào tạo hệ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp nghề, bao gồm các chương trình đào tạo nghề như công nghệ ô tô, cắt gọt kim loại, hàn, điện tử công nghiệp, cơ điện tử, điện công nghiệp, kỹ thuật máy lạnh, điều hòa không khí. Để chất lượng đầu ra đáp ứng những yêu cầu của các nhà tuyển dụng hiện nay, nhà trường luôn coi chất lượng đào tạo là mục tiêu hàng đầu. Nhà trường tập trung vào hai mục tiêu chính là nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và đảm bảo trang thiết bị, vật tư đáp ứng yêu cầu đào tạo. Trường Vĩnh Phúc hiện nay cũng là một trong những trường được Ủy ban tỉnh Vĩnh Phúc đầu tư trực tiếp. Bên cạnh đó cũng có rất những nguồn vốn của Tổng cục Dạy nghề cũng đầu tư vào trường. Và trường cũng là một trong 40 trường chất lượng cao, trường trọng điểm của cả nước, nên là những trang thiết bị được đầu tư hiện nay cũng được gọi là rất là mạnh, và những trang thiết bị này đủ để đáp ứng nhu cầu đào tạo cho các khóa học sinh sinh viên ra trường, đáp ứng được yêu cầu lao động của xã hội. Năm học 2014-2015, trường cao đẳng nghề Vĩnh Phúc đang đào tạo 4.200 học sinh sinh viên. Trong năm học vừa qua, nhà trường có 95% sinh viên được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp. Trong đó có nhiều em được làm việc tại các công ty có yêu cầu tuyển dụng cao như Samsung, Piaggio. Em thấy các thầy cô giáo thì rất là nhiệt tình, tận tình chỉ bảo. Điều đấy giúp chúng em sau này có thể ra trường được tự tin hơn với cuộc sống, công việc. Tuy nhiên, việc đào tạo nghề vẫn đang gặp nhiều khó khăn do cơ sở vật chất nhà trường còn đang thiếu một số thiết bị, máy móc hiện đại để gắn giữa lý thuyết và thực hành. Về cái trang thiết bị của nhà trường cũng như là trang thiết bị của hệ thống giáo dục nghề nghiệp nói chung, thì về cơ bản là đã cập nhật được so với ở bên ngoài cũng như là các nhà máy xí nghiệp. Nhưng còn một vấn đề đó là các phần mềm hiện nay cung cấp cho các nhà trường gần như là các phần mềm không phải là phần mềm bản quyền. Do vậy khi có một sự thay đổi nào là không thể cập nhật kịp mà phải mua bản quyền của các đơn vị khác, mà mua bản quyền của các đơn vị là rất đắt tiền, không thể đáp ứng được. Vậy đề nghị cấp trên cũng như là lãnh đạo quan tâm mua sắm cũng như là trang cung cấp những cái phần mềm là thuộc bản quyền cho nhà trường. Trong thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu đào tạo, trường cao đẳng nghề Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường đầu tư các trang thiết bị máy móc, đồng thời đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm gắn với đào tạo nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực một cách hiệu quả nhất. Tại Ủy ban nhân dân xã Quang Yên, huyện Sông Lô, Chi đoàn Thanh niên Sở Tài chính phối hợp với tỉnh đoàn và Ban chấp hành đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức ngày thứ 7 tình nguyện với thông điệp ấm tình mùa đông. Chi đoàn Thanh niên Sở Tài chính đã trao tặng 25 suất quà cho các cụ già có hoàn cảnh neo đơn và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập trên địa bàn xã Quang Yên với tổng trị giá gần 13 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần động viên các cụ già, người neo đơn có một mùa đông ấm áp và giúp đỡ các em nhỏ có điều kiện học tập tốt hơn. Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tổ chức khai giảng khóa đào tạo về điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone. Methadone được chỉ định điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện là một giải pháp can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV. Methadone có nhiều ưu điểm như giá rẻ, dễ kiểm soát và phòng chống lây nhiễm HIV. Từ những lợi ích đó, các học viên đã được Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Đại học Y Hà Nội, Sở Y tế hướng dẫn triển khai kế hoạch điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone.
đồng thời hướng dẫn việc lập hồ sơ, quy trình đăng ký tham gia điều trị methadone và những thủ tục có liên quan khác. Theo đó, năm 2015, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiến hành điều trị cho 800 đối tượng nghiện tại 4 địa điểm gồm Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Y tế các huyện Bình Xuyên, Vĩnh Tường và Lập Thạch. Thông qua việc đào tạo, truyền đạt những kiến thức về điều trị methadone, giúp các học viên nắm vững tác dụng đối với liệu pháp điều trị mới. Ngày 15 tháng 12, Công an xã Tề Lỗ bàn giao cho Công an huyện Yên Lạc hai đối tượng trộm cắp chó của công dân để xử lý theo pháp luật gồm Lê Văn Trắc sinh năm 1974 và Trần Văn An sinh năm 1978 ở xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương. Trước đó, ngày 14 tháng 12, Lê Văn Trắc và Trần Văn An rủ nhau đi trộm cắp chó để bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Trắc chuẩn bị xe mô tô nhãn hiệu Yamaha biển kiểm soát 88S6-1601 và một thòng lọng, một cuộn băng dính màu đen, 3 bao tải để phục vụ cho việc trộm cắp chó. Khoảng 6 giờ ngày 15 tháng 12, Trắc và An điều khiển xe máy đi đến khu vực thôn Nhân Lý, xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc trộm cắp chó thì bị quần chúng nhân dân bắt quả tang, đánh bị thương. Tang vật thu giữ gồm một con chó khoảng 13 kg, một thòng lọng, một xe mô tô. Công an xã Tề Lỗ đã lập biên bản và bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an huyện Yên Lạc để xử lý theo thẩm quyền. Trước thực trạng trộm cắp chó đang gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân ở nhiều địa phương, cơ quan điều tra thông báo khi quần chúng nhân dân bắt được các vụ trộm cắp tài sản, đặc biệt là trộm cắp chó, nên bình tĩnh giữ đối tượng, thu đầy đủ tang vật và báo cáo cơ quan công an nơi gần nhất đến lập hồ sơ để xử lý, không được đánh đập các đối tượng dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật phải xử lý.